tiếng gà mỗi sáng bình minh, yêu cánh đồng lúa đang thì còn dài, yêu những nương ru bao lâu cỏ dài, yêu cánh diều nó gió chờ ước mơ, yêu tiếng chuông chùa, yêu dòng đò đưa, yêu khói làm chiều thơm hương mùi dương xa, yêu giọt mồ hôi làm hồng thêm đôi má, yêu mùi cánh diều thì bừng bát cơm chiều. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã cùng đến với một sáng tác mới của nhạc sĩ Chiến Thanh, bài hát Yêu Lắm Bắc Ninh. Và chúng em đi qua phía bên đằng này có rất là nhiều các anh chàng đẹp trai của quê hương Bùi Xá. Các anh em mới hỏi em là các em ơi, các em hát thế này thì có khi có bao nhiêu vàng các anh bán hết để theo các em thôi. Thế em mới bảo là anh ơi, người con họ chúng em đấy với đây không dây mà buộc, em với chàng chưa uống mà đã say, em là em phải lòng người Bùi Xá từ lâu rồi. Bây giờ anh mới bảo thế thì hơi muộn đấy ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ có nhiều thể loại hơn, với những ca khúc trữ tình về tình yêu quê hương, những khúc trầu văn, những ca khúc chèo và những làn điệu dân ca quan họ chúng em sẽ lại tiếp tục dành tặng quý vị. Và tối nay em mà bắn vàng theo anh nào mà anh ấy không theo em thì phải